Sáng ngày 16 tháng 6, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từ Mỹ trở về Việt Nam, đã đến viếng mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nghệ sĩ Thanh Tâm cho biết khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, bà đã rất buồn nhưng không thể sắp xếp công việc để về dự tang lễ của đàn anh. Sau 100 ngày mất của người đồng nghiệp thân thiết, bà mới sắp xếp để về nước và đến Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương thắp nén hương, tưởng nhớ đến người bạn diễn ăn ý nhất. Bên mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm không giấu được sự xúc động. Bà khấn nguyện người bạn diễn thân thiết rằng sẽ mãi không quên những vai diễn được anh chỉ dẫn. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và nghệ sĩ Vũ Linh được xem là đôi bạn diễn ăn ý nhất trong khoảng những năm 90. Cả hai đã từng tỏa sáng trong chương trình chuyên đề nghệ thuật 20 năm đôi tình nhân sân khấu tại nhà hát Trần Hữu Trang. Tại đoàn cải lương Trần Hữu Trang 2, cả hai tạo nên một cặp tình nhân sân khấu qua các vở tuồng như Nước Mắt Bạo Lực, Tình Yêu Tên Cướp, Hòn Vọng Phu, Xa Phu Đi Xứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Chính vì thế, khi nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm vắng mặt trong đám tang ông, có rất nhiều người đã thắc mắc. Cả hai từng được cho là say nắng nhau, nhưng người trong cuộc cho biết đó chỉ là sự rung động của nhân vật trên sàn diễn. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 sau thời gian dài điều trị một số bệnh. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc nuối khôn nguôi trong lòng khán giả lẫn nghệ sĩ.